Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nếu các bạn đã từng xem bộ phim Journey phần 2, Hòn đảo huyền bí, kể về cuộc phiêu lưu của cậu thiếu niên Sean Anderson tới một hòn đảo kỳ lạ không thể thấy trên bản đồ thế giới cùng một vài người bạn đồng hành, có lẽ một trong những hình ảnh động lại lâu nhất trong tâm trí bạn chính là chú voi tí hon chạy ra từ bụi cây chào đón những vị khách lạ đến với hòn đảo của nó. Không chỉ có chú voi tí hon, dường như mọi sinh vật trên đảo thay đổi theo một chiều hướng đảo ngược. Những con đáng lẽ khổng lồ thì trở nên bé tí, còn những con bé tí như ong hay thằn lằn thì lại trở nên khổng lồ. Theo nhân vật Sean giải thích, đó là quy luật đầu tiên về địa sinh học trên đảo. Động vật nhỏ trở nên khổng lồ và động vật khổng lồ thì bị thu nhỏ. Đó là trong phim. Vậy còn trong thực tế có quy luật nào như vậy hay không? Câu trả lời là nửa có, nửa không. Đúng là có một kiểu quy luật như vậy thật, nhưng nó phức tạp hơn một chút so với phát biểu của Sean và cũng có những ngoại lệ nhất định. Quy luật này thường được gọi là quy tắc Foster hay còn gọi là hiệu ứng đảo. Vậy hiệu ứng đảo là gì và nó được thể hiện trong thực tế như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào thập niên 1960, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu động vật có vú người Anh tên là Bristol Foster đã thực hiện một nghiên cứu khá lớn, trong đó so sánh 116 loài sống trên đảo với các biến thể của chúng trên đất liền. Nhà khoa học này nhận thấy dường như có một quy luật nào đó liên quan đến kích thước của chúng, theo cả hai chiều. Một số loài nhất định trên đảo sẽ nhỏ hơn các biến thể đất liền, nhưng cũng có một số loài sẽ to hơn. Foster đưa ra cách lý giải tương đối đơn giản cho hiện tượng này, đó là do trên đảo, tài nguyên sinh tồn như thức ăn hay nước uống khan hiếm hơn trên đất liền và những loài to lớn phải nhỏ đi để thích nghi với sự khan hiếm đó. Ngược lại thì một số loài săn mồi thường có trên đất liền sẽ không xuất hiện. Điều này khiến cho áp lực bị săn đối với một số động vật nhỏ biến mất và chúng sẽ trở nên to lớn hơn. Những quan sát và lý giải của Foster sau đó được mở rộng trong cuốn sách The Theory of Island Biogeography, tạm dịch lý thuyết về địa sinh học trên đảo, của hai tác giả Robert MacArthur và Edward Wilson. Các nhà khoa học khác như Van Vallen vào năm 1973 và Ted Case vào năm 1978 cũng tham gia phát triển cũng như chứng minh các nguyên lý trong quy luật Foster, thậm chí là phát hiện nó cũng có thể áp dụng cho thực vật. Không chỉ có đảo, các nguyên lý trong quy luật Foster cũng có thể áp dụng cho các kiểu hệ sinh thái cô lập khác, nghĩa là có sự cách ly về tài nguyên và sinh sản với bên ngoài, chẳng hạn như hang động, ốc đảo, các thung lũng hay dãy núi biệt lập. Gọi là quy luật nhưng nó vẫn vấp phải một số phản biện từ cộng đồng khoa học. Một số nhà khoa học đưa ra các ví dụ về các trường hợp không tuân theo quy luật Foster, chẳng hạn như một số loài gước chẵn trên một số hòn đảo thay đổi theo cả hai chiều, vừa to lên lại vừa nhỏ đi. Có người thì nêu quan điểm kích thước cơ thể là một thuộc tính chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, chẳng hạn như các biến thể gen cũng có thể tạo ra sự khác biệt về kích thước giữa quần thể đất liền và trên đảo. Vậy chúng ta hãy thử đi sâu hơn một chút, xem xét cả hai chiều của hiệu ứng đảo cũng như một số ví dụ liên quan để xem thực hư như thế nào nhé. Chiều đầu tiên là sự thu nhỏ của động vật trên đảo. Điều thú vị là có khá nhiều loài khủng long có thể làm ví dụ cho chiều hướng này. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất chính là Europasaurus hongeri. Trong câu chuyện về loài khủng long này mà Mê Khủng Long đã từng kể cho các bạn nghe, Europasaurus hongeri từng có chung tổ tiên với những chi khủng long to lớn như Brachiosaurus hay Giraffe Titan. Tuy nhiên, do biến đổi của môi trường, mực nước biển dâng lên, nơi mà Europasaurus sinh sống tức là châu Âu ngày nay, từ một lục địa tương đối rộng lớn đã bị chia cắt thành nhiều hòn đảo, trong đó hòn đảo lớn nhất chưa tới 200.000 km2 và do đó không đủ tài nguyên để cung cấp cho một quần thể sauropod khổng lồ. Vì thế, để thích nghi với điều này, quần thể sauropod tổ tiên của Europasaurus đã có sự chọn lọc tự nhiên, trong đó các cá thể nhỏ hơn sẽ có ưu thế hơn trong việc sinh tồn, vì cơ bản là chúng ăn ít hơn, uống ít nước hơn và cần không gian sinh sống nhỏ hơn. Qua nhiều thế hệ, chúng ta có những con khủng long Europasaurus với chiều dài loanh quanh khoảng 6m, trong khi cùng niên đại thì những người họ hàng Brachiosaurus của chúng đã đạt chiều dài từ 18 đến 22m. Ở phía nam thì có Giraffe Titan có thể dài từ 23 cho đến 26m. Sự thu nhỏ của các loài ăn thực vật vốn giữ vai trò con mồi của các loài săn mồi trong hệ sinh thái đương nhiên cũng ảnh hưởng đến loài săn mồi. Con mồi nhỏ hơn đồng nghĩa với việc ít thức ăn hơn và do đó kẻ săn mồi cũng phải thu nhỏ để thích nghi. Cùng hệ tầng với Europasaurus, chúng ta có hóa thạch của một loài chưa xác định giống với Chomosaurus ở Bắc Mỹ nhưng có kích thước nhỏ hơn nhiều.
Một trường hợp thu nhỏ nổi tiếng khác là voi lồn địa Trung Hải, thuộc chi voi cổ đại đã tuyệt chủng Paleolossodon. Mang tiếng là voi nhưng chúng chỉ dài có 1-2,3m và nặng tầm 250kg, trong khi loài lớn nhất của chi Paleolossodon có thể dài đến 6-7m và nặng hàng chục tấn. Bên cạnh lợi thế ở việc tiêu tốn ít tài nguyên sinh tồn, kích thước nhỏ hơn cũng mang đến những lợi thế khác, chẳng hạn như về tốc độ sinh sản, khi giảm thời gian mang thai cũng như thời gian trưởng thành của các cá thể. Việc nhỏ hơn cũng giúp động vật điều hòa nhiệt độ hiệu quả hơn. Tỷ lệ thu nhỏ cũng chịu ảnh hưởng của các nhân tố như diện tích của đảo hay mức độ cạnh tranh giữa các loài với nhau. Chẳng hạn như đảo to hơn thì động vật cũng sẽ to hơn, hoặc ở những hòn đảo xuất hiện các loài cạnh tranh thì động vật cũng phải to hơn một chút để đảm bảo có thể cạnh tranh hiệu quả. Ở chiều ngược lại là sự phóng to của động vật trên đảo. Một ví dụ điển hình chính là chim dodo. Mặc dù có cùng tổ tiên với chim bồ câu nhỏ bé nhưng do được sống trên hòn đảo Mauritius biệt lập, nơi vắng bóng động vật săn mồi có thể gây hại cho chim dodo, chúng đã phát triển đến kích thước to lớn đối với một loài chim trong họ bồ câu, dài từ 60-75cm và nặng nhất có thể lên đến 17,5kg. Chúng to và nặng đến nỗi đã quên mất luôn khả năng bay và di chuyển bằng hai chân là chính. Trường hợp của các loài chim ngoa đã tuyệt chủng ở New Zealand cũng khá tương đồng với chim dodo. Chúng có họ hàng với chim Tinamou sống ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Tuy nhiên, trong khi chim Tinamou có kích thước khá nhỏ, chỉ dài vài chục cm và nặng vài kg là cùng, thì chim ngoa đã phát triển đến những kích thước cực khủng trong tất cả các loài chim nhờ vào việc cư trú trên một hòn đảo biệt lập là New Zealand trong suốt nhiều triệu năm. Chẳng hạn như chim ngoa khổng lồ có thể cao đến 3,6m và nặng từ 230-240kg. Một địa danh nổi tiếng trên thế giới với các động vật được phóng to khi sống trên đảo là hòn đảo tiền sử Gargano ở Ý. Ở đó chúng ta có những con hamster khổng lồ, chuột chu khổng lồ, vịt khổng lồ với kích thước to gấp 3-4 lần những họ hàng của chúng trên lục địa. Tuy nhiên, nếu trong cùng một hệ sinh thái tồn tại cả hai chiều hướng thu nhỏ và phóng to, tốc độ của chúng sẽ không như nhau. Quá trình thu nhỏ sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều so với việc được phóng to. Tính trung bình, nếu bạn tốn một khoảng thời gian là A để một loài nhỏ đi 10 lần so với tổ tiên của nó do hiệu ứng đảo, thì bạn sẽ phải nhân A lên 30 lần để một loài có thể được phóng to gấp 10 lần so với tổ tiên của chúng. Sở dĩ như vậy là bởi quá trình tiến hóa để trở nên to hơn có thể gặp trở ngại bất kỳ lúc nào bởi những giới hạn và ràng buộc của tự nhiên, nên cần phải có những đột phá về mặt tiến hóa thì quá trình đó mới có thể tiếp tục. Thế nên những con ong hay thằn lằn khổng lồ trong phim Journey phần 2 tương đối vô lý, và trên thực tế chúng chỉ có thể to hơn các phiên bản lục địa vài lần là cùng. Mấu chốt của sự thích nghi và tiến hóa chính là thời gian. Thời gian có đủ dài để sự thích nghi và tiến hóa xảy ra hay không? Môi trường và hệ sinh thái hoàn toàn có thể thay đổi, và nếu sự thay đổi đó diễn ra quá nhanh thì có thể những sự thích nghi và tiến hóa trước đó sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Europasaurus có lẽ cũng đã tốn nhiều thời gian để có một kích thước đủ nhỏ tối ưu cho đời sống trên đảo của chúng, nhưng tạo hóa chỉ mất có vài trăm nghìn năm để khiến chúng bay màu hoàn toàn bằng cách hạ mực nước biển xuống, nối liền các hòn đảo với đất liền để những kẻ săn mồi to lớn trên đất liền tiếp cận với không gian sinh sống của Europasaurus một cách dễ dàng. Lần này thì chúng trở thành con mồi quá dễ đối với những gã khủng long khổng lồ mà chúng không hề quen thuộc sau gần ấy năm sống biệt lập, và kết quả của chúng xem như đã được định sẵn. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video này hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.